Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Quang Dũng làm trưởng đoàn về một số nội dung liên quan đến công tác hội trong tình hình mới. Theo đánh giá trong những năm qua, thực hiện chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị và kết luận số 19 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, cấp ủy và chính quyền các cấp đã quan tâm củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Qua đó, kết quả công tác hội đã có nhiều bước phát triển đáng kể về công tác xây dựng chính sách pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố tại buổi làm việc thường trực hội luật gia thành phố Úc kiến nghị thường trực thành ủy và đảng đoàn hội luật gia việt nam một số nội dung như kinh phí hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội chỉ đạo nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của hội luật gia cho chủ trương về kiện toàn tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ hội viên hội luật gia các cấp về năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước